Bậc thầy thủ công đến rồi, động cơ điện từ 91 lành hình, cơ thể thu nhỏ với các phụ kiện đầy đủ chức năng. Đây không chỉ là màn trình diễn hoàn hảo của công nghệ si câu mà còn là bữa tiệc thị giác vô cùng mãn nhãn. Chúng ta cùng xem nhé. Chuẩn bị đầy đủ các vật liệu cần thiết. Đây là các thao tác kỹ năng chuyên nghiệp. Xin đừng bắt chước theo. Trước tiên hãy tạo cấu trúc cơ bản của 11 lành. Sau đó chế tạo nắp trước của khối 11 lành. Đây chính là cấu trúc cơ bản của nắp trước. Tiếp theo là chế tạo nắp sau. Quá trình phay xem có phải rất thoải mái không? Đục các lỗ cần thiết. Như vậy là cấu trúc cơ bản của nắp sau đã hoàn thành. Đến gia công cấu trúc 11 lành. Hoàn tất cấu trúc hình tròn và khoét lỗ bên trong. Sau đó sẽ gia công 9 mặt bên, đục lỗ cho phụ kiện và lỗ vít. Nhìn phôi có vẻ đơn giản nhưng lại cần nhiều quy trình để hoàn thành. Như vậy, một cấu trúc hình trụ 9 mặt nhỏ đã được hoàn thành. Gia công phụ kiện truy cập điện tử. Đây chính là cấu trúc cơ bản của thiết bị. Truy cập điện tử. Cần phải chế tạo cấu trúc bánh răng bên trong. Bắt đầu gia công cấu trúc trục khiều ở. Đây vẫn không dùng máy tiện gia công mà là xử lý và lắp ráp phân đoạn. Trục trung gian được làm bằng thanh đồng. Lắp ráp lại chính là như vậy. Gia công cấu trúc xoay đổ lũ cố định của thanh kết nối. Đồng được kiện ra sẽ ép vào bên trong của cấu trúc xoay. Tiếp theo chính là chế tạo 8 thanh nối. Máy phay CNC gia công trực tiếp. Máy móc tốt hoạt động trong tay chỉ cần phím tắt. Đây là chế tạo cấu trúc piston. Vẫn cần nhiều quy trình gia công tinh xảo. Đây là kết hợp cơ bản của thanh kết nối và piston. Tiếp theo chính là chế tạo cấu trúc 91 lành. Ở đây dùng thanh đồng gia công, nhìn cấu trúc này đủ nhỏ, rồi kiểm tra sự phối hợp hoạt động với piston. Sau đó chế tạo nắp cố định mái chèo. Mỗi một phụ kiện đều phải gia công tinh xảo đúng chỗ. Lắp vít cố định lỗ. Đến đây tất cả các phụ kiện đều được chế tạo xong. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu lắp ráp vòng ngoài của 11 lành thép. Quấn cuộn dây đồng. Đây cũng là bước quan trọng để đảm bảo điện tử hoạt động. Lắp đặt cấu trúc xoay bên trong. Ở đây cấu trúc thép. Nắp trước sẽ đổi thành cấu trúc trong suốt. Có thể nhìn thấy chuyển động. Quay một cách trực quan hơn lắp. Ráp cấu trúc mái chèo. Vậy là quá trình lắp ráp đã hoàn thành. Chúng ta bắt đầu khởi động kiểm tra. Vậy thì bạn có hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ này không? Hãy bình luận bên dưới nhé. Sáu đê ông đến đây là hết rồi. Lưu ý nội dung trong sáu đê ông đã được thêm phát tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những sáu đê ông tiếp theo.